Quang Hải, Nhật Lê, Hậu chia tay, người tự do phiêu lưu tình ái, người chọn yên bề gia thất bên thiếu gia nhà giàu. Quang Hải qua nhiều cuộc tình mới, nay Nhật Lê đã đính hôn, sau chia tay ai rồi cũng ổn. Nhật Lê, ngày 20 tháng 1 năm 2022, dân tình xôn xao trước thông tin bạn gái cũ của cầu thủ Quang Hải, Nhật Lê, chuẩn bị lên xe hoa. Đây là thông tin được bạn của cô nàng hé lộ, khiến không ít người bất ngờ. Cụ thể, trên trang cá nhân của bản thân Nhật Lê đăng tải một vài hình ảnh trong lễ đám hỏi. Nhìn kỹ lại, dân tình phát hiện cô dâu không ai khác chính là Nhật Lê, bạn gái cũ của cầu thủ Quang Hải. Dựa trên những hình ảnh được đăng tải thì người yêu của Nhật Lê tên là Gia Huy, là một thiếu gia nhà giàu ở Đà Nẵng. Anh chàng này từng có thời gian du học ở Los Angeles, Mỹ và làm kinh doanh. Việc làm ăn của chồng tương lai Nhật Lê xoay quanh các lĩnh vực như cà phê, quán bar, siêu thị đến cả đầu tư bất động sản. Vốn là thiếu gia nhà giàu, Gia Huy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi chơi golf, sắm siêu xe hoặc đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cùng với một số hình ảnh hé lộ trong ngày đính hôn, anh chàng này cũng khá điển trai và cao ráo. Lễ đính hôn không quá đông đúc nhưng vẫn thể hiện được sự ấm cúng, chỉnh chu và khá hoành tráng. Đáng chú ý nhất chính là biểu cảm hạnh phúc, tươi vui của Nhật Lê trong ngày lễ quan trọng của cuộc đời. Trong loạt ảnh vừa được mạng xã hội lan truyền, Nhật Lê và chồng tương lai đã để lộ những khoảnh khắc tình tứ cùng sính lễ và của hồi môn cực khủng. Theo đó, cặp đôi này được trao rất nhiều nhẫn, vòng tay vàng lấp lánh. Thế nhưng, điều khiến dân tình ganh tị nhất vẫn là khoảnh khắc chú rể ẵm cô dâu trên tay rồi nhẹ nhàng thơm má. Song song đó, Gia Huy còn đeo lên cổ Nhật Lê sợi dây chuyền kim cương chói lóa, nhìn sơ qua đã thấy giá trị vô cùng lớn. Nhiều thông tin cho biết, sính lễ trong lễ đính hôn của Nhật Lê ước chừng khoảng 8 cây vàng và con số này vẫn chưa dừng lại. Nhật Lê và Quang Hải từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, nhưng sau đó cả hai đã đường ai nấy đi. Dạo quanh trang cá nhân của Nhật Lê, có thể thấy rằng từ sau khi chia tay Quang Hải, cô nàng ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc và trẻ trung hơn. Quang Hải, hậu chia tay Nhật Lê, Quang Hải cũng dính khá nhiều tin đồn yêu đương với những người đẹp như Huỳnh Anh, cô chủ tiệm nail v.v. Dân mạng từng nghi vấn cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội có mối quan hệ yêu đương đối với Chu Thanh Huyền, một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Hà Thành. Người đẹp sinh năm 1994, sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ và thân hình chuẩn như người mẫu. Tin đồn tình cảm của hai người bắt đầu từ khoảng tháng 4 năm 2021 khi thường xuyên diện mũ đôi, check-in cùng địa điểm. Thậm chí cả hai từng lộ clip hẹn hò và bên đàn trai đã ra mắt đàn gái. Tuy nhiên, cả Quang Hải và Chu Thanh Huyền vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn này. Giờ đây, Quang Hải vẫn tập luyện trong môi trường bong bóng khép kín nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu tại Úc đầu tháng 2 năm 2022. Đây là trận đấu sân cỏ nằm trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup năm 2022. Anh được câu lạc bộ chủ quản trả mức lương 40 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng và lương khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Phần lớn thu nhập của năm cầu thủ đến từ việc làm đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng. Một số nguồn tin cho rằng có thời điểm Quang Hải đã nhận mức thu nhập lên tới 9 con số. Sau một cuộc tình, dù đau khổ hay tổn thương thế nào thì cuối cùng mỗi người rồi cũng sẽ lại được hạnh phúc. Hy vọng cả Nhật Lê và Quang Hải sẽ sớm an yên bên lựa chọn của mình. Khán giả vẫn luôn ủng hộ sự lựa chọn của cả hai sau khi chia tay. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.